Sáng nay tại trường Đại học Hùng Vương, Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ năm 2021 đã tổ chức khai mạc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Số lượng cán bộ giáo viên tham gia chấm thi là 177 người, số bài thi môn ngữ văn là gần 16.000 bài, số bài thi trắc nghiệm các môn toán, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp là trên 48.000 bài thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ban chấm thi tốt nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định chấm thi theo quy chế. Đối với các bài thi tự luận, việc chấm thi phải đảm bảo chính xác, khách quan. Lưu ý đến những nội dung có tính mở, bài làm vận dụng sáng tạo. Đối với các bài thi trắc nghiệm, cán bộ chấm thi phải tuân thủ theo quy trình chấm bài, đảm bảo tính chính xác. Dự kiến công tác chấm thi hoàn thành trước ngày 23 tháng 7 năm 2021.